Chương 460 tính toán. Trong chiến trường viễn cổ, số lượng vương triều nhiều vô số kể. Thậm chí, số lượng vương triều cao cấp trong đó cũng đủ khiến cho người ta hoa mắt. Muốn tại nơi này rộng lớn, có được chút danh khí, cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà hiển nhiên vương triều Ma Nham lại là một trong những cái đại vương triều mạnh mẽ có danh khí lớn nhất. Tuy rằng danh khí đó có chút mùi vị máu tanh, thế nhưng dù sao cũng là từ thực lực cường đại mà thành. Cho nên trong lòng tất cả vương triều Ma Nham được quy vào hàng ngũ những thế lực cực kỳ khó giải quyết và không thể đắc tội. Đặc biệt là vương triều Ma Nham sau khi tiêu diệt hoàn thành một vương triều cao cấp, thì cái loại ý niệm trong đầu này càng là bị chôn vùi lòng rất nhiều người. Mà cũng bởi vì thế, sau khi tin cường giả niết bàn cảnh của vương triều Ma Nham bị người khác tại Dương Thành giết chết truyền ra, trong khu vực rộng lớn này bộc phát ra những cái trận xôn xao kinh người. Hiển nhiên không ngờ rằng lại có người tại cái thời điểm này đi vớt sâu hồn của vương triều Ma Nham. Hơn nữa bất cứ người nào đều hiểu rõ tên thanh niên nâm động đó tiếp theo chắc chắn sẽ rơi vào tràng đuổi giết chật vật vô cùng tận. Trong địa vực Tây Bắc, tại chiến trường viễn cổ, vương triều Ma Nham mặc dù không phải bá chủ, không ai dám dây vào, nhưng cũng là một cái phương thế lực cực kỳ khó giải quyết. Vương triều và cường giả có thể khiến cho bọn hắn thoáng thu liễm khí thế và hung ác, ngang ngược cũng không phải nhiều. Mà tên Lâm Động đó lại là càng không đủ tư cách này, cho nên vương triều Ma Nham đối với việc đuổi giết hắn cũng là chắc chắn không nương tay. Thế nhưng toàn bộ địa vực Tây Bắc lại bởi vì hành vi lớn mật của Lâm Động mà trở nên xôn xao. Thân là nhân vật chính trong sự kiện này, hắn lại ẩn mình trong núi sâu, đem toàn bộ tin tức tại bên ngoài hoàn toàn không quan tâm. Đây là một tòa sơn mạch rộng lớn, cách Dương Thành rất xa. Độ rộng lớn của nó cũng không thua gì sơn mạch Lôi Nham, thậm chí còn lớn hơn. Loại sơn mạch khổng lồ như vậy tại chiến trường viễn cổ không hề hiếm thấy. Mà đồng thời số lượng yêu thú trong sơn mạch cũng đạt đến cái con số kinh người. Loại địa phương như vậy cho dù cường giả niết bàn cảnh cũng phải bảo trì một phần cảnh giác. Mở sâu bên trong sơn mạch, Lâm Động lặng lặng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền, từng cỗ lực thôn vệ cường đại cuốn ra, đem nguyên khí thiên địa xung quanh thôn vệ sạch, toàn bộ hút vào trong cơ thể, sau đó trải qua luyện hóa biến thành nguyên lực cuồn cuộn chảy vào tứ chi bách hải, mang đến một cảm giác lực lượng hùng hậu khiến cho người ta thoải mái. Phù, tu luyện yên tĩnh như vậy duy trì nửa canh giờ, hai mắt nhắm chặt của Lâm Động chậm rãi mở ra. Tinh mang trong mắt lóe lên lập tức thu liễm. Sau đó trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn rời khỏi Dương Thành đã 5 ngày. Trong 5 ngày này phần lớn thời gian dùng để tu luyện. Bây giờ hắn rốt cuộc lại là một thân một mình. Tuy rằng có chút cô tịch, nhưng hắn không cần đè nén lực thôn vệ nữa. Hiệu suất tu luyện so với trước kia không biết tăng bao lần. Với tốc độ tu luyện của hắn, Lâm Động suy đoán rằng có lẽ khoảng 1 tháng nữa hắn sẽ trùng kích bán bộ Niết Bàn. Chỉ có điều khiến cho Lâm Động vướng bận không phải là bán bộ Niết Bàn, mà là sau khi đến bán bộ Niết Bàn thì hắn sao có thể trùng kích Niết Bàn cảnh chân chính. Sau khi cùng giao thủ với cường giả Niết Bàn cảnh, hắn mới rõ ràng được việc sử dụng Niết Bàn đan để trùng kích Niết Bàn cảnh là đại biểu cho điều gì. Với thực lực Lâm Động bây giờ có thể đánh bại Lý Bàn, đó là bởi vì lúc người ta trùng kích Niết Bàn cảnh chỉ dùng có 10 vạn Niết Bàn đan. Cho nên Niết Bàn khí trong cơ thể hắn so với cường giả giống như Trần Mộ kém xa vô cùng. Lâm Động có thể dễ dàng đánh bại Lý Nhàn, nhưng nếu đối mặt với Trần Mộ có lẽ sẽ là không nhẹ nhõm như vậy. Bởi vì gã đó khi tiến vào Niết Bàn cảnh sử dụng 50 vạn Niết Bàn đan, số lượng này đủ để khiến cho hắn sau khi vượt qua Niết Bàn kiếp có thể khinh thường tất cả cường giả giống Lý Bàn. Mà Lâm Động và hắn lúc này rõ ràng chênh lệch không ít, hiển nhiên cũng không cam tâm tình nguyện tiến vào cảnh giới Niết Bàn cảnh tầm thường như Lý Bàn lúc này. Giống như muốn có bản lĩnh lớn mạnh thì nền tảng phải vững chắc. Niết Bàn đan càng nhiều đối với việc trùng kích Niết Bàn cảnh sau này nàng càng có lợi. Chỉ có điều số Niết Bàn đan này, Lâm Động khẽ nhíu mày, vừa nghĩ tới chuyện nhức đầu này cảm nhận được phiền muộn. Niết Bàn đan trong tay hắn hiện tại chỉ có 6 vạn, hơn phần nửa là cấp đoạt được từ túi cản khôn của Lý Bàn. Số lượng như vậy hiển nhiên kém xa so với dự đoán của Lâm Động quá xa. Hắc hắc, còn đang đau đầu về chuyện gom đủ Niết Bàn đan sau. Lúc Lâm Động nhíu mày thì Tiểu Điều thoáng hiện, trong mắt cũng hiện lên một tia gian xảo. Người có biện pháp xử lý à? Lâm Động nhíu mày hỏi. Với tinh tình của người, nếu muốn trùng kích Niết Bàn cảnh không có 100 vạn Niết Bàn đan dự trữ thì e rằng người không vui. Chỉ có điều loại số lượng như vậy
cho dù người có thôn vệ tổ phù thì khoảng thời gian ngắn có được khó mà kiếm ra. Âm thanh lười biếng của tiểu điêu vang lên. Trên thế giới này có cái gì có thể hiệu suất nhanh hơn cướp đoạt không? Cướp đoạt? Khóe miệng Lâm Động Thoáng có chút co giật. Ta cũng không cho rằng người có thể ra ngoài tùy tiện tìm người cướp đoạt. Người của Vương Triều Ma Nham lần này sẽ phái người đuổi giết người, có lẽ so với Lý Bàn còn mạnh hơn. Bọn người đó đều là người có của cải, có thể cướp lấy một ít, ít nhất cũng là có tầm 10 vạn niết bàn đa na. Tiểu Điêu cười quái dị nói, đoạt Vương Triều Ma Nham. Con mắt Lâm Động Thoáng mở to một chút, trợn mắt có chút cổ quái nhìn chăm chăm Tiểu Điêu. Hắn bây giờ đang nghĩ biện pháp thoát khỏi sự đuổi giết của Vương Triều Ma Nham. Kết quả thế này lại muốn mình đem đối phương giải quyết, hơn nữa đoạt niết bàn đan. Không có can cướp đoạt à? Tiểu Điêu khinh thường nói, người của Vương Triều Ma Nham ta còn dám giết, có gì không dám. Trước điều, người cũng biết rằng người của Vương Triều Ma Nham phái lần này chắc chắn không yếu. Cho dù hiện tại ta đã tiến vào tầng giới thiên phù sư, muốn đoạt được niết bàn đan từ tay bọn chúng cũng không dễ dàng. Lâm Động cười hắc hắc lắc đầu nói, với thực lực hiện nay của hắn, nhiều lắm chỉ là ngang tầm Trần Mộ. Mặc dù còn có huyết linh khôi, nhưng mà người của đối phương tới đây chắc chắn không chỉ có một. Cường giả niết bàn cảnh là Trần Mộ. Về phần thủ đoạn triệu hoán viễn cổ thiên ngạc, cuối cùng thì tuyệt đối vượt qua cường giả niết bàn cảnh, nhưng mà chỉ dùng được một lần. Dùng tại nơi này có hay không chút lãng phí. Người dường như có chút xem nhẹ thực lực của người bây giờ. Dường như hiểu rõ tính toán trong lòng Lâm Động, Tiểu Điêu cười nhạt nói, bản thân người có thôn phệ tổ phù, thứ thần vật thiên địa này người trước kia căn bản không thể thi triển một phần vạn thực lực của nó. Nhưng hiện nay tinh thần lực của người đã tịnh tiến, cũng có thể thúc sục ra một chút lực lượng của nó. Chỉ bằng thế này thì Trần Mộ cũng không làm gì được người rồi. Hơn nữa theo kế hoạch ôm cây đợi thỏ của ta, hoàn toàn có thể bày ra một cục diện đợi Vương Triều Ma Nham tới, đến lúc đó tận diệt toàn bộ có lẽ thu hoạch không nhỏ. Tận diệt? Dù lá gan của Lâm Động vốn không nhỏ, nhưng vẫn là bị suy nghĩ của Tiểu Điêu khiến cho thoáng rung động một phen. Trước điều hắn cũng không phải loại người yếu đuối, vừa nghĩ đến kết quả cuối cùng sau khi thu hoạch được thì ánh mắt lóe lên một tia hỏa nhiệt. Nếu như thành công thì thu hoạch khiến cho người ta vô cùng thỏa mãn. Người có nắm chắc không? Lâm Động chớp mắt khẽ nói. Hắc hắc, năm đó điều ra ta có bao giờ cần phải tính toán kế như thế này. Những cái tên này ngay cả chó mèo cũng không bằng, có gì khó chứ? Tiểu Điêu ngạo nghễ nói. Lâm Động thế vậy cũng cười cười, chỉ có điều trong lòng bảo lưu ý kiến. Tên này trước kia rất cường hãn, thế nhưng bây giờ cũng không phải là trước kia. Đạo lạc ấn trong cơ thể người mặc dù ta có thể xóa đi, chỉ có điều giữ nó lại dẫn được cũng tốt. Trong thời gian này ta dạy người một vài phương pháp sử dụng thôn phệ tổ phù, có lẽ người có thể miễn cưỡng thúc giục một chút lực lượng. Tiểu Điêu vuốt vuốt móng vuốt, trong mắt nói lên gian trá khiến cho lòng ta kinh hãi. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía xa, nhỏ mắt cười nói, Vương Triệu Ma Nham chó má gì chứ, dám trước mặt Điêu gia ta kiêu ngạo như vậy. Chỉ cần bọn chúng dám tới thì Điêu gia ta khiến cho bọn hắn có tới mà không có về. Lâm Động vuốt vuốt tiểu viêm bên cạnh khẽ cười, trong mắt tràn ra một tia hàn mang. Vốn tưởng rằng phải chạy trốn trong khoảng thời gian ngắn này, hiện tại xem ra không cần phiền toái như vậy nữa rồi. Vương Triều Ma Nham, hy vọng người của các người phải tới lần này thực sự có chút nội tình, bằng không trò chơi lần này không vui rồi. Lâm Động lẩm bẩm, một trận gió nổi lên chậm rãi khuếch tán. Không thể không nói là lá gan của Tiểu Điêu quá lớn. Lúc bên ngoài đều cho rằng bọn họ gặp phải sự đuổi giết tận cùng, có chút thương hại hoặc là hạ hê, thì bọn hắn lại chủ động bố trí thế cục đợi những cường giả Vương Triều Ma Nham tới. Sợ thợ săn và con mồi trong lúc không chú ý thì luôn xuất hiện sự chuyển đổi vị trí. Chứ có điều cũng không biết là lần truy sát này và phản truy sát này đến cùng ai mới là người mỉm cười cuối cùng. Chương 461 tiếp cận. Sâu trong thâm sơn, những ngọn núi cao phủ đầy mây mưng sương mù bao phủ, cảnh sắc có vài phần tự như tiên cảnh. Trên vách núi treo leo, một đạo thân ảnh đang tĩnh lặng ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn nhô ra. Những cái làn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen óng, dáng vẻ rất tiêu sái. Khi thân ảnh đó đang ngồi tĩnh lặng trong đá mây mù, có một con yêu thú toàn thân trắng toát dựa vào mây mù che lấp, dùng đôi mắt to đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào đạo thân ảnh đó. Đó là một loại yêu thú khá mạnh ở trong chiến trường viễn cổ, tên là Nhân Diện Ma Điêu.
Nó có gương mặt giống người, nhưng ngũ quan lại khiến cho người ta cảm giác quỷ dị tới lạnh xương sống. Thực lực nhân diện mà điều này vô cùng ngang ngược. Từ khí tức có thể thấy nó sánh ngang với cường giả chuẩn niết bàn cảnh như Liễu Nguyên. Hơn nữa, khi đập cánh, nó không hề tạo ra tiếng động gì, quỷ mị vô hình, khiến người ta khó lòng phòng tránh. Cường giả niết bàn cảnh gặp phải nó cũng khá khó khăn. Rõ ràng con nhân diện ma điêu này chú ý tới thân ảnh kia rất lâu. Sau khi lượn lờ hồi lâu, nó đập mạnh đôi cánh, tốc độ tăng đến cực điểm. Điều đáng sợ là dù không kích với tốc độ đó, nhưng mà nó vẫn không hề tạo ra âm thanh nào. Thậm chí luồng không khí đang chuyển động cũng bị nó đè nén lại. Cái kiểu tập cách này thực sự khiến người khác phải đau đầu. Tốc độ của nhân diện ma điêu vô cùng nhanh, chớp mắt xuyên qua tầng mây. Những cái chiếc móng vuốt sắc lẹm đủ để phá vỡ sức phòng ngự của cường giả niết bàn cảnh, ánh lên hàn quang nhằm thẳng đỉnh đầu của đạo thân ảnh kia xông tới. Thế nhưng khi móng vuốt của nó sắp chạm vào thân ảnh kia thì một cái hắc động bỗng xuất hiện mở rộng ra, khiến móng vuốt của nhân diện ma điêu rơi trong đó. Gào, biến cố đột nhiên khiến cho nhân diện ma điêu cuống cuồng đập cánh muốn dùng sức mạnh thoát khỏi hắc động. Vút. Nhưng khi nó đang đập cánh thì trong hắc động bỗng bắn ra vô số cái tia hắc quang dày đặc quấn quanh người nhân diện ma điêu, rồi không chút cách khí kéo nó vào hắc động. Hắc động nuốt gọn còn nhân diện ma điêu đến một cái lông cũng không để lại, tập kích một cách quỷ dị và kết thúc cũng quỷ dị. Lúc này thân ảnh kia từ từ mở mắt, trong mắt ánh lên một cái tia ý cười, lật bàn tay một cái viên yêu tinh hạch to cỡ nắm tay xuất hiện. Bên trong viên yêu tinh hạch đó chính là niết bàn khí hùng hồn. Chỗ niết bàn khí này có thể so với hàng ngàn yêu viên niết bàn đan rồi. Thân hình đó khẽ nắm tay lại, yêu tinh hạch bị thôn phệ biến thành niết bàn khí cuồn cuộn chảy trong cơ thể. Sự bổ sung này coi như là bằng tu luyện cả ngày, nhưng mà đáng tiếc yêu tố tương tự thế cũng không có nhiều trong thâm sơn. Mà những cây lời có loại yêu tố này sống thành đàn thì giờ hắn không thể dễ dàng vào được. Thôn phệ xong đạo thân ảnh đó, ngẩng đầu lên chính là Lâm Động. Đã 5 ngày rồi. Lâm Động đứng dậy, nhào mắt nhìn về phía xa, thần thái có chút khó hiểu. Trong 5 ngày này, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Điêu, hắn đã thuần thục hơn trong việc vận dụng thôn phệ tổ phù. Và cũng vì đã thành thiên phù sư, cho nên hắn sử dụng lực thôn phệ bá đạo càng ngày càng thành thạo hơn. Cùng với sự thành thạo đang tăng dần, hắn cảm nhận được sức mạnh của lực thôn phệ này. Thứ này quả nhiên không hổ là thiên địa thần vật chân chính. So với 10 ngày trước, chiến đấu thực lực của hắn hiển nhiên tăng hơn. Thiết nghĩ, dù gặp phải cường giả niết bàn cảnh như Trần Mộ, Lâm Động cũng không rơi vào thế hạ phong. Đám người kia thật quá chậm, Lâm Động tự lẩm bẩm. Lần trước khi tính toán cùng Tiểu Điêu, bọn họ quyết định đối phó với những kẻ truy sát ở vương triều Ma Nham. Đương nhiên để đối phương không nghi ngờ, Lâm Động không dừng chân nơi nào cố định mà liên tục di chuyển chỗ, dựng rất nhiều dấu vết giả, nhưng dù vậy truy binh cũng không hề xuất hiện. Không cần vội, có lẽ sắp tới rồi, có lẽ chúng cảm nhận được dấu vết trong người ngươi, ta cũng có thể dựa vào đó cảm ứng được chúng. Tuy rất yếu nhưng đúng là chúng đang ngày một gần chúng ta. Tiểu Điêu xuất hiện trên vai Lâm Động cười nói. Chuẩn bị thế nào rồi? Lâm Động nhìn nó một hồi rồi cười. Cũng tương đối rồi, chỉ cần chúng dám tới, đảm bảo chúng không thể quay về. Mắt Tiểu Điêu lóe lên sự phấn khích. Rõ ràng lâu lắm rồi chưa làm trận nào lớn như vậy. Nghe vậy thì nụ cười trên gương mặt Lâm Động càng tươi cười hơn. Hắn nhìn về phía phương xa, huýt sáo một tiếng. Vù, tiếng huýt vừa dứt, thân ảnh đỏ rực bay từ sơn mạch phía dưới xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Đó là Tiểu Viêm. Thời gian này nó ăn uống cũng được. Những cái viên yêu tinh hạch của yêu thú mà Lâm Động giết gần như cho nó ăn hết, cũng mang lại cho nó lợi ích không nhỏ. Tiểu Viêm hiện nay thân hình không chỉ to ra mà dường như là hùng tráng uy vũ hơn. Hơn nữa, khí tức mà nó tỏa ra cơ hồ có thể sánh ngang cường giả bán bộ niết bàn. Hiển nhiên Lâm Động rất vui mừng vì sự biến hóa của nó. Khẽ xoa tay vào cái đầu to lớn của Tiểu Viêm, rồi Lâm Động nhảy lên lưng nó. Tiểu Viêm đập cánh, biến ra thành một cái tia hồng mang bay vút đi. Vào lúc bay đi, Lâm Động quét về phía sau. Này lưới đã kết xong, chỉ đợi đã tới nữa thôi. Vương triều Ma Nham, các người muốn bắt ta thì ta cho các người trả giá trước. Khi Lâm Động chuyển hướng thì trên một cái đỉnh núi cách đó không xa, 10 đạo hắc ảnh bay vút như quỷ mị. Khí tức của hắc ảnh này vô cùng mạnh mẽ,
Người bay trước tiên là Trần Mộ, mặt mày lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía trước với ánh mắt hàn quang. Tiểu tử đó lại chạy rồi. Trần Mộ dứt lời, phía sau lập tức phát ra tiếng cười mỉa. Hắn đúng là chó nhà có tang, chạy cũng thật nhanh. Trần Mộ chau mày, không biết vì sao hắn có cảm giác không ổn. Tuyết ấn đó khó có thể xóa bỏ, nhưng lẽ ra Lâm Động đã có không ít thời gian từ từ xóa đi mới phải. Nhưng hắn lại chẳng có chút động tĩnh nào. Lẽ nào hắn không biết rằng chỉ cần không xóa bỏ đi nó thì không thể thoát được sao? Trần Mộ, tăng tốc đi, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Phía sau bỗng có một người khàn khàn lên tiếng. Nghe thấy thế thì khóe mắt Trần Mộ giật mấy cái, ngoảnh lại nhìn thì một cái nam tử gầy gò, diện mạo phổ thông, nhưng đôi mắt tam giác khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Đối mặt với người này, sắc mặt Trần Mộ cũng không được tự nhiên. Ở vương triều Ma Nham, cường giả niết bàn cảnh đều có địa vị không thấp, nhưng người trước mặt này chỉ xếp sau có đại sư huynh và nhị sư huynh, ngay cả Trần Mộ hắn cũng phải xếp sau. Dường như biết Trần Mộ đang quan sát mình, nam tử đó ngẩng lên, thò một tay ra, trên cánh tay ấn phủ đầy vậy đèn quỷ dị vô cùng. Còn không đi nhanh, ta rất muốn xem rốt cuộc Lâm Động có hay là ba đầu sáu tay mà dám động vào người của vương triều Ma Nham chúng ta. Hắn cười lộ ra hàm răng trắng nhưng lại tràn đầy sự hung ác. Trần Mộ cũng không dám chậm trễ, quay người bay đi. Những người khác cũng theo ngay sau. Một ngày sau đó, bọn Trần Mộ không hề nghỉ ngơi mà di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể, lần theo cảm ứng tiến về dãy sơn mạch Trung Điệp. Hôm đó khi quang mặt trời đỏ dần nặn xuống, ánh đỏ bao quanh cả dãy sơn mạch sừng sững, mười đạo thân ảnh bay qua chân trời cuối cùng đáp xuống một khu rừng. Ánh mắt nhìn về phía trước, ở đó là một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, làn gió khẽ thổi động tà áo. Không chạy nữa à? Trần Mộ nhìn thân ảnh đó với ánh mắt âm hiểm, giọng nói lạnh lùng đầy vẻ sát ý. Thế nhưng thân ảnh đó chỉ cười, thậm chí uể oải vươn vai, ánh mắt không hề có sự kinh hoàng như Trần Mộ nghĩ, mà ngược lại ánh lên nét cười. Các người chậm chạp quá đấy, cứ thế này thì có lẽ ta cũng cảm thấy sốt ruột. Nghe thấy thế thì đồng tử Trần Mộ lập tức co lại. Chương 462: Giao đấu. Khu rừng xanh mướt bạt ngàn ngút tầm mắt, gió nhẹ thổi tới tạo lên những cái đợt sóng lá cây rì rào, nhìn tầm bao quát quả thực là vô cùng hoành tráng. Nhưng mà lúc này không khí ở đây mơ hồ có sự ngưng động. Mười đạo thân ảnh đứng trên những ngọn cây, ánh mắt lạnh lùng âm u, thần thái như là mèo thấy chuột gắn chặt vào một cái thân ảnh phía trước. Ha ha, người nói vậy dường như là đang cố tình đợi bọn ta. Bỗng một trong mười người thân ảnh kia cười quái dị nói, nhìn Lâm Động với ánh mắt giễu cợt. Những lời Lâm Động vừa rồi khiến cho hắn không khỏi bật cười. Xem ra sự truy sát thời gian gần đây khiến cái tên xui xẻo này thần kinh có vấn đề rồi. Lâm Động cười cười, chậm rãi lướt mắt nhìn mười đạo thân ảnh đó, dừng lại ở phía sau Trần Mộ. Dựa vào tinh thần được sắc bén, hắn cảm nhận được một thứ nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện lan tỏa ra từ con người đó, cảm thấy rõ rệt hơn Trần Mộ. Vương triều Ma Nham quả nhiên không tầm thường. Lâm Động nhíu mắt lại, nhưng không hề sợ hãi, hiển nhiên hắn đã dự liệu được trước điều này. Lâm Động, ta đã nói với ngươi rồi, làm người phải hết sức biết người. Kết cục như hôm nay hoàn toàn là do ngươi tự chuốc lấy mà thôi. Trần Mộ nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy sát ý không hề che giấu. Giao Viễn Cổ bí thược ra đây, ta cho ngươi toàn thây. Chưa từng có ai giết người vương triều Ma Nham lại có thể sống yên ổn cả, ngươi cũng không ngoại lệ. Trần Mộ sơ bàn tay ra bình thản nói, ý tứ lời nói không thể thương lượng, hiện nhiên hắn đã quyết tâm giết bằng được Lâm Động. Lâm Động cười nhìn Trần Mộ, bỗng cất tiếng nói, người có bao nhiêu niết bàn đan? Suy nghĩ của Lâm Động chuyển hướng quá đột ngột khiến Trần Mộ phải khựng lại một chút, nhưng hắn lập tức hiểu chắc chắn lời của Lâm Động chẳng phải lời tốt đẹp gì. Ánh mắt liền tối lại, ta sắp xung kích niết bàn cảnh, cần không ít niết bàn đan. Lâm Động khẽ cười, hắn không hề nói rõ ràng nhưng sắc mặt bọn Trần Mộ dần trở nên cổ quái. Thiết nghĩ hiểu được ý tứ trong đó. Ha ha, thật là một cái tiểu tử thú vị, nhưng loại người như vậy chắc chắn sống không được lâu đâu. Trên người ta có 15 vạn niết bàn đan, có bản lĩnh thì tới lấy. Lần này gã nam tử mắt tam giác đứng sau Trần Mộ, đồng tử co lại nhìn Lâm Động chăm chăm, nụ cười như ẩn như hiệu. Chắc chắn lần đầu tiên hắn gặp một cái kẻ dám có ý đồ với bọn chúng. 15 vạn, thật là béo bở. Lâm Động cười, nhưng mà độ cong của nụ cười khiến cho cường giả vương triều mà nhà phải lắc đầu, hiển nhiên chúng nghĩ rằng hắn điên rồi. Trần Mộ, giải quyết phiền phức của ngươi để lại đi, những người khác phong tỏa chỗ này. Hôm nay ta không muốn thấy bất cứ điều gì bất ngờ xảy ra.
Kẻ có mắt hình tam giác liếc nhìn Lâm Động một cái, dường như cảm thấy vô vị khi nói chuyện với người thần kinh không bình thường, phẩy tay nói: "Vâng, Lôi Xà sư huynh." Nghe vậy, tám cường giả lập tức đáp lời, hình thành một cái trận hình bao vây Lâm Động ở giữa. Trong cái sự bao vây chặt cứng này, Lâm Động có lắp thêm cánh cũng khó lòng thoát được. Trần Mộ thở hắt một hơi, ánh mắt lập tức lạnh như băng, chậm chậm bước ra lên tiếng: "Lâm Động, người trở thành thiên phủ sư đúng là khiến ta rất kinh ngạc. Nhưng nếu người tưởng chỉ dựa vào đó mà có thể nghênh ngang với vương triều Ma Nham thì người quá ngây thơ rồi đấy. Nhưng mà việc lại đến nước này, dù người có quỳ xuống dâng nguyễn cổ bí thược lên thì người cũng phải trả giá vì khiêu khích vương triều Ma Nham, do đó người nhất định phải chết." Trần Mộ nắm chặt nắm đấm, sát khí lóe lên trong mắt, đồng thời lại tỏa ra một luồng sức mạnh hùng hồn. Cùng là nít ban cảnh nhưng thực lực của Trần Mộ sáu lý bản không chỉ có hơn một bậc. Xoẹt, nguyên lực cuồng bạo cuồn cuộn, tốc độ tăng nhanh, một đạo tàn ảnh xuất hiện. Còn thân hình Trần Mộ thì đã xuất hiện sau lưng Lâm Động, nguyên lực ngưng tụ ở bàn tay hắn, không chút lưu tình oanh kích về phía đầu Lâm Động. Cuối cùng thì đòn công kích của Trần Mộ không trúng Lâm Động, vì khi cách vài mét thì tinh thần lực của Lâm Động đã trào dâng thành một cái mức bảo vệ màn chặn đứng đòn của Trần Mộ. Công kích bị chặn đứng nhưng Trần Mộ không kinh ngạc, chỉ thấy trưởng ấn biến hóa, nguyên lực tụ lại như bão táp, lại thêm một quyền tung ra, phá sơn ấn. Trưởng ấn cuồng bạo hung hăng oanh kích phá tan lớp bảo vệ tinh thần lực. Có điều, đúng vào lúc trưởng ấn phá vỡ tấm màn bảo vệ, một cái hàn quang bỗng lao lên, không phải là để chặn quyền phong của Trần Mộ mà nhằm thẳng cổ họng hắn. Hừ, với sự liều mạng đó của Lâm Động thì Trần Mộ hừ một tiếng. Bàn tay đặt ngang muốn dùng sức mạnh hung hồn đánh tan cái ánh hàn quang kia. Thấy hành động đó của Trần Mộ, Lâm Động nhèo mắt lại, tâm thần khẽ động, tinh thần lực lan tỏa bao trùm lấy thiên ngạc cốt thương. Cây cốt thương vốn trắng toát bỗng trở nên đen sậm lại. Bàn tay thép của Trần Mộ theo sức mạnh cuồng bạo đánh về phía cây thiên ngạc cốt thương, nhưng không hề khiến nó bật ra như tưởng tượng, mà cây thương bộc phát một cái lực hút kỳ dị. Dưới tác dụng của lực hút này, nguyên lực bao quanh cơ thể hắn dần tiêu tán. Cảnh tượng đó khiến cho đồng tử Trần Mộ co lại, thân hình lập tức lùi về sau thoát khỏi lực hút đó. Xem ra 50 vạn viên niết bàn đan người dùng cũng uổng phí rồi. Thấy Trần Mộ lùi về phía sau, Lâm Động cười lớn, ánh mắt lóe lên hàn ý, tinh thần lực hùng hồn cuộn trào, trời đất nổ gió, mây mù kéo tới, sấm chớp đùng đoàng, sắc mặt Trần Mộ tối lại. Hắn nhìn hiện tượng lạ trên trời đất, hiển nhiên là do Lâm Động dùng tinh thần lực khống chế thiên địa. Chân lập tức bước ra những cái bước đi kỳ lạ, rõ ràng hắn một thân vũ kỹ không tệ. Xoẹt, bộ pháp kỳ dị cơ thể Trần Mộ di chuyển, một lúc thì xuất hiện phía trước Lâm Động. Chỉ thấy tay hắn biến thành hình đao, nguyên lực điên cuồng ngưng tụ, mơ hồ lan tỏa một cái thứ sức mạnh cực lớn, đại nguyên cực đao. Ánh mắt Trần Mộ lạnh như băng chém xuống, không khí dường như bị chém làm đôi, mặt đất phía dưới Lâm Động bị chém thành đường dài 10 trượng. Trước mặt ta ngay cả thời gian điều động lực thiên địa người cũng không có đâu, chết đi. Trần Mộ cười nham hiểm, tốc độ hắn nhanh không thể hình dung. Dù Lâm Động cũng chỉ thấy được một cái tia sáng sắc lẹm xẹt qua trước mắt, rồi ánh đao quang có thể khiến cường giả niết bàn cảnh trọng thương hùng hăng lao tới. Keng, nhưng khi khoảng cách tiếp xúc, một cái tiếng kim loại và giòn tan vang lên. Mắt Trần Mộ co lại, hắn có thể thấy dưới lớp da Lâm Động bỗng trào ra một cái vầng hào quang sắc bén quỷ dị, ngừng tụ tại bề mặt cơ thể Lâm Động như bộ giáp. Còn đòn công kích của Trần Mộ khi chạm vào áo giáp đó, dường như mũi bổ biển, chẳng có chút động tĩnh gì. Điều khiến Trần Mộ tái mặt là trên bộ giáp đen đó tỏa ra một cái luồng hấp lực mạnh mẽ, ngay cả nguyên lực trong người hắn cũng bị mất đi, không ngừng chảy vào Lâm Động. Tiểu tử này có điều cổ quái. Trong đầu Trần Mộ lóe lên ý nghĩa, rồi lông tóc của hắn dựng đứng hết lên. Nhưng vào lúc này hắn định rút lui thì khóe miệng Lâm Động nhếch lên. Quỳnh, trên bầu trời sấm chớp lập lòe, chớp mắt ngưng tụ thành bàn tay lôi điện khổng lồ. Có điều nó không phải là màu bạc óng mà là đen sẫm, mơ hồ tỏa ra thứ sức mạnh khiến người ta run rẩy. Thôn phệ lôi trưởng, một tiếng hét chậm vang trong đầu Lâm Động. Trước những ánh mắt kinh hoàng của bọn cường giả vương triều Ma Nham, lôi trưởng hung hăng oanh kích lên Trần Mộ lúc này đã không kịp tránh né. Lôi quang màu đen cuộn trào trên khu rừng, lôi xà cách đó không xa, trong mắt hình ảnh của lôi quang lóe sáng, mắt dần tối lại.